Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều 2 tháng 10, tại họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, Công ty Nhật Nam. Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua 45.525 hợp đồng kinh doanh, trong đó có nhiều cá nhân đứng tên nhiều hợp đồng. Công ty này sử dụng chi trả tiền gốc và tiền lãi cho các cá nhân với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng bằng hình thức lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Chi phí hoạt động là 520 tỷ đồng. Công ty chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn hơn 2.000 tỷ đồng, chi cho cá nhân Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam hơn 600 tỷ đồng. Số tiền còn lại gần 1.000 tỷ đồng hiện chưa rõ nội dung chi đi đâu. Công an đã kiểm kê, phong tỏa khoảng 20 tài khoản, nhưng 20 tài khoản này không có tiền. Cơ quan chức năng đang tích cực kê biên nhà cửa, đất đai liên quan đến công ty này để đảm bảo quyền lợi cho bị hại khi xét xử vụ án. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin. Bước đầu, công an xác nhận có 111 bị hại, số tiền chiếm đoạt là 138 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng để truy bắt những đồng phạm trong vụ án và tích cực kê biên tài sản, truy tìm, truy lùng bất động sản khác để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Trước đó, tại họp báo chính phủ thường kỳ hôm 30 tháng 9, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy, sinh năm 1983, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, khai công ty chưa thu được lợi nhuận. Công ty này không có dự án bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình, Bình Thuận như quảng cáo. Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, nhưng Thúy không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập công ty của Thúy là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của Công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến 2021 đều thua lỗ. Vũ Thị Thúy tổ chức các buổi hội thảo, thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự như tổ chức hai hội thảo lớn vào các ngày 13 tháng 3 2022 và ngày 2 tháng 7 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thu hút 5.561 người tham dự. Ngoài ra, Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn tại các buổi hội thảo. Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn để người tham gia sẵn sàng đầu tư. Qua vụ việc trên, Bộ Công an khuyến cáo nhà đầu tư hết sức tỉnh táo trước khi tham gia vào các dự án huy động vốn. Theo lãnh đạo Cục C03 Bộ Công an, hơn 8.600 tỷ đồng mà Tân Hoàng Minh lừa đảo chiếm đoạt được xác định là tang vật của vụ án. Sau khi xét xử, số tiền trên sẽ được trả lại cho các bị hại. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Chiều ngày 2 tháng 10, tại buổi họp báo thông tin tình hình kết quả công tác công an quý 3 2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an trả lời câu hỏi liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo Thiếu tướng Thành, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Tân Hoàng Minh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư. Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ số tiền nêu trên. Thiếu tướng Thành cho biết hơn 8.600 tỷ đồng được xác định là vật chứng vụ án. Khi vụ án được đưa ra xét xử, nếu tòa án tuyên bố kết luận bị Tân Hoàng Minh lừa đảo, số tiền là tang vật sẽ được trả lại cho các bị hại. Tôi tin rằng nhà đầu tư sẽ được nhận lại nhưng theo trình tự pháp luật. Vị phó cục trưởng nói và khuyến cáo các bị hại cần theo dõi chặt chẽ quá trình truy tố, xét xử vụ án để được bảo vệ quyền lợi. Theo kết luận điều tra, từ năm 2021 đến đầu năm 2022, ông Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc công ty thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty. Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo Việt và cùng con trai phân công, chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can, cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân ba công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông, ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống. Ngoài ra, các bị can còn thông đồng với những đối tượng tại công ty kiểm toán Nam Việt, chi nhánh phía Bắc và công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, làm đẹp báo cáo tài chính năm 2020-2021, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trái chuẩn mực kiểm toán Việt Nam để hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Kết luận điều tra chỉ ra, chủ trương của ông Dũng còn là ký các hợp đồng giả cách, chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền khống, thể hiện việc thanh toán tiền từ Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành, tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân.
Với những thủ đoạn này, ông Dũng và 10 bị can khác tại Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên 3 công ty con, huy động 10.300 tỷ đồng của nhà đầu tư trái quy định. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán khống để trở thành trái chủ sơ cấp, công ty Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được gần 14.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, ông Dũng chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phương án phát hành trái phiếu. Trong đó, hơn 5.100 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau được ông Dũng xoay vòng trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Kết luận điều tra nêu, tại thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, ông Dũng chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng của 6.631 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án. Sau khi giảm trừ hơn 163 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của công ty Tổng Bách Hóa, Bộ Công an xác định ông Dũng và các bị can trong vụ án còn chiếm đoạt số tiền hơn 8.634 tỷ đồng của 6.630 bị hại. Luật sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội dẫn quy định tại Điều 62 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, bị can là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra, bị hại có quyền đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường. Đối chiếu vụ án Tân Hoàng Minh, những ai là nhà đầu tư mua trúng 9 lô trái phiếu do tập đoàn này làm trái chủ sơ cấp sẽ được xác định là bị hại, mà như con số do Bộ Công an công bố ở thời điểm hiện tại là 6.630 người. Theo quy định tại Điều 30 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự sẽ được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự, nghĩa là vấn đề bồi thường cho các nhà đầu tư sẽ được giải quyết khi vụ án lừa đảo của Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng các đồng phạm được đưa ra xét xử. Tại tòa, thẩm quyền quyết định bồi thường cho ai, bồi thường bao nhiêu sẽ thuộc về hội đồng xét xử, căn cứ vào diễn biến phiên tòa cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được. Nhiều người thắc mắc vì sao cơ quan điều tra đã thu hồi được toàn bộ số tiền chiếm đoạt nhưng không thể trả ngay cho các nhà đầu tư. Luật sư Quynh cho hay, số tiền hơn 8.600 tỷ đồng mà tập đoàn Tân Hoàng Minh và các bị can đã nộp được xem là vật chứng của vụ án hình sự, vì thế phải được xử lý theo trình tự tố tụng hình sự. Vụ án Tân Hoàng Minh đến nay mới kết thúc giai đoạn điều tra, vẫn còn giai đoạn truy tố, xét xử nên chưa thể kết luận chính thức có bao nhiêu bị hại, mỗi bị hại bị chiếm đoạt bao nhiêu, trách nhiệm pháp lý liên quan như thế nào. Do đó, cơ quan tiến hành tố tụng chưa thể tùy tiện quyết định số phận của khoản tiền này. Về mặt lý thuyết, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra sẽ chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét ban hành cáo trạng rồi chuyển đến tòa án xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm nếu có kháng cáo kháng nghị. Với quy trình như vậy, các nhà đầu tư là bị hại trong vụ án phải chờ đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án thì mới có thể nhận lại được tiền. Luật sư Quynh phân tích. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.